khí gas nổ như bom, phá hủy tòa nhà Trung Quốc. Nổ lớn do rò rỉ khí gas ở Hà Bắc khiến 2 người thiệt mạng, 26 người bị thương, 2 tòa nhà bị sập và nhiều công trình hư hại nghiêm trọng. Vụ nổ xảy ra lúc gần 8 giờ ngày 13 tháng 3 tại khu dân cư thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc, do rò rỉ khí gas tại cửa hàng gà rán. Khu vực này gồm nhiều tòa chung cư thấp, cao khoảng 6, 7 tầng. Video từ camera hành trình trên ô tô cho thấy khí gas gây ra tiếng nổ lớn như bom, với đám khói lớn và nhiều mảnh vỡ văng ra trên đường. Tiếng nổ lớn làm tôi sợ đến người. Bên ngoài bắt đầu xuất hiện những đám khói đen, một người bán hàng ở khu chợ gần vụ nổ cho hay.